Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng đã đưa ra những biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch. Cục Thuế Hà Nội kêu gọi người nộp thuế gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế qua đường bưu điện trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hà Nội đã có chủ trương huy động sinh viên ngành y dược trên địa bàn thành phố tham gia công tác phòng chống dịch. Nâng gói hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh từ hơn 30.000 tỷ đồng theo đề xuất trước đó lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng đã đưa ra những biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch. Trong đó, các địa phương tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác, sẵn sàng hỗ trợ chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu, rà soát cập nhật phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi dịch lây lan trên diện rộng. Phải có phương án giải pháp phòng chống dịch phù hợp, đặc thù của địa phương mình, tập trung và ưu tiên đối với các khu vực, địa bàn nhiều nguy cơ như chung cư, cao ốc, văn phòng, chợ dân sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông. Chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây, đề nghị mọi người dân khai báo y tế và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ, có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại các thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người nhằm hạn chế lây lan về dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế Hà Nội kêu gọi người nộp thuế gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế qua đường bưu điện. Trên hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin người nộp thuế và số điện thoại, email để cơ quan thuế liên hệ khi cần. Cập nhật nhanh của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, đến sáng ngày 25 tháng 3, cơ quan thuế đã tiếp nhận khoảng 54.793 hồ sơ quyết toán thuế, đạt gần 50% số hồ sơ dự tính phải thu. Theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội, lượng hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm này cũng tương đương như mọi năm, do đó hy vọng sẽ hoàn thành công tác quyết toán thuế trong vài ngày nữa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giúp người dân có những biện pháp phòng chống dịch từ xa, tránh việc lây lan ra cộng đồng. Alo, tôi là thường trực đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh của Corona của Sở Y tế. Và đúng rồi ạ. Và chị cho xin họ tên ạ. Mỗi ngày, đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp nhận khoảng 30 cuộc gọi đến của người dân thông tin về các trường hợp cần hỗ trợ y tế hoặc các thắc mắc cần giải đáp về dịch COVID-19. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ và hoàn toàn miễn phí. Rất mong muốn là người dân gọi điện đến đường dây nóng của Sở Y tế bằng cái số điện thoại miễn phí. Bà con yên tâm là chúng tôi sẽ tiếp nhận, chúng ta cứ chủ động, ngành y tế sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất để chúng ta phòng chống căn bệnh này một cách hiệu quả. Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Các trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đều đã thành lập đường dây nóng. Người dân cần thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế và có ý thức trách nhiệm cho việc thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng của ngành y tế để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế số người đến các chợ trên địa bàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chợ Hạ Long 1, các lối phụ vào chợ đều được quây rào chắn, chốt chặn. Tất cả người vào chợ được lực lượng chức năng hướng dẫn đi qua 3 chốt kiểm soát và phải đo thân nhiệt, kê khai y tế, đeo khẩu trang. Đây là việc làm rất là thiết thực và tôi là người dân ấy, thì tôi cảm thấy yên tâm. Tôi được sự quan tâm của thành phố Hạ Long và các cơ quan ban ngành ấy, thì là để cho chúng tôi yên tâm khi mà đến những nơi công cộng ấy, thì nó đã bảo vệ được sức khỏe của mình và cả những người xung quanh nữa. Để hạn chế tập trung đông người,
một số quầy hàng không phải hàng hóa thiết yếu trong chợ Hạ Long 1 cũng đã được yêu cầu tạm đóng cửa. Quầy hàng của chúng tôi là kinh doanh các mặt hàng là thuộc về ngành hàng ngư cụ, lưới của tàu biển. Được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương là chúng tôi đóng cửa, nhất trí là đóng cửa tất cả các cửa hàng, ngành hàng của chúng tôi ở cùng ngành hàng của chúng tôi để chung tay là đẩy lùi dịch COVID. Đối với các cái ngành hàng mà không phải là nhu yếu phẩm thì chúng tôi yêu cầu là cho đóng cửa cho đến 15 tháng 4 mới được mở cửa. Còn lại thì tất cả là các cái ngành hàng ngoài nhu yếu phẩm thì chúng tôi vẫn cho nhân dân vào mua sắm bình thường. Thế và các cái nhân dân và khách du lịch đến mua sắm thì cũng yên tâm là khi qua các cái cổng sẽ được đo thân nhiệt. Trong quá trình đo thân nhiệt thì nếu mà có phát hiện ra mà có những cái người nào mà có những cái thân nhiệt bất thường, ví dụ như là sốt cao, chúng tôi đã phối hợp với ban chỉ đạo của phường Bạch Đằng để mà đưa vào các cái báo cáo ban chỉ đạo thành phố để có cái hướng xử lý. Để đảm bảo nhu cầu của người dân, nhất là lương thực thực phẩm, những quầy hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các chợ và trung tâm thương mại, các quầy thuốc trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn hoạt động bình thường. Những ngày qua, số người từ vùng dịch về nước vẫn không ngừng tăng cao, không chỉ tăng cường kiểm soát ở khu vực sân bay, cửa khẩu, mà nguồn nhân lực y tế phục vụ ở các khu cách ly cũng đang là nhu cầu bức thiết. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã có chủ trương huy động sinh viên ngành y dược trên địa bàn thành phố tham gia công tác chống dịch. Không có môi trường thực hành nào tốt hơn là thực tế. Bởi vậy, với nhiều sinh viên, việc được bổ sung vào lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 chính là cơ hội để rèn giũa bản thân mình, đồng thời nó còn là tinh thần và trách nhiệm của họ đối với cộng đồng và đất nước. Đây là một cơ hội rất tốt để vừa cho sinh viên chúng em có cơ hội học tập và trải nghiệm, có thêm các kiến thức cần thiết và đặc biệt là có thêm tinh thần vì Tổ quốc, vì đồng bào, sẵn sàng hết mức khi mà Tổ quốc cần. Đã theo ngành y rồi thì đất nước Tổ quốc cần thì bọn em rất là sẵn sàng. Tự tin với việc chăm sóc bệnh nhân, nhưng đó là với bệnh thông thường. Còn với bệnh nhân mắc COVID-19 thì vẫn còn là trăn trở. Để giúp các em hiểu cũng như có kiến thức chăm sóc cho người mắc COVID-19, các trường đã tổ chức tập huấn ban đầu cho sinh viên. Để tham gia phòng chống dịch COVID thì bọn em sẵn sàng tham gia huấn luyện những cái lớp mà phòng chống dịch COVID để tăng thêm kiến thức của mình. 300 người là cán bộ y tế, là những bác sĩ. Các bác cán bộ này có thể sẵn sàng để có thể là phục vụ cho các cái tăng cường cho công tác phòng chống dịch. Cũng như sinh viên chúng tôi, sinh viên năm thứ 5 và năm thứ 6, chúng tôi có được khoảng 1.000 sinh viên. Chúng tôi tập huấn thường xuyên. Nên là chúng tôi dựa trên những cái tài liệu tập huấn của Bộ Y tế để chúng tôi liên kết hoạch tập huấn thường xuyên đối với cán bộ và đối với sinh viên để mà sẵn sàng cho những cái công tác này. Tuy nhiên, đại diện nhiều trường cho rằng để sinh viên đủ kỹ năng tham gia chống dịch thì ngoài tập huấn của trường rất cần có tập huấn bài bản hơn từ cơ quan phòng chống dịch. Có cái kiến nghị đối với trên là phải có những lớp đào tạo ngắn hạn đặc biệt để các em thực sự có kiến thức để chăm sóc trong trường hợp bệnh nhân bị nhiễm COVID. Còn những trường hợp mà chăm sóc bệnh nhân hoặc kiểm tra sức khỏe những bệnh nhân ở khu vực nghi ngờ và cách ly đấy thì chúng tôi đảm bảo được chăm sóc được ngay. Thực hiện hạn chế tụ tập đông người, phòng chống dịch bệnh mà các cơ quan đã đề ra, nhiều bà con ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động hoãn ngày vui, tổ chức đám cưới của con em cũng như các buổi giỗ họ của mình một cách nghiêm túc. Gia đình ông Trần Văn Tiến có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai là anh Trần Gia Long vào ngày 14 tháng 3 dương lịch. Ông đã gửi thiệp mời đến người thân ở khắp các nơi và dự kiến tổ chức hàng trăm mâm cỗ. Sau đó, nhận thức được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, gia đình ông đã quyết định hoãn mời cỗ, chỉ đưa con đi đăng ký kết hôn và làm mâm cơm gia đình. Ông Tiến nhờ thông báo trên loa truyền thanh của xã để bà con biết cùng thực hiện. Được biết, trong tháng 3 này, trong thôn có 3 hộ hoãn đám cưới như gia đình ông Tiến. Gia đình cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng về sau là cũng tính bổ thôi, nó dịch thế này là tất cả là cũng là hoãn lại, là vì cộng đồng thôi. Tất cả thôi, mỗi người có một cái ý thức một tí. Thôn Hải Yến có hơn 1.300 hộ với 12 dòng họ. Để mọi người cùng chung tay phòng chống dịch, ngay từ đầu tháng 2, thôn đã tiến hành họp chi bộ, đưa vấn đề tổ chức hiếu hỉ giỗ họ ra bàn bạc công khai. Tất cả các đảng viên đồng thuận hoãn tổ chức ăn uống, vận động gia đình và người thân nghiêm túc thực hiện. Đến nay đã có 100 dòng tộc họ tộc là không tổ chức. Đám cưới thì hoàn toàn là chúng tôi coi như công tác tuyên truyền là tạm dừng lại. Đặc biệt nhất là mỗi một đảng viên trong chi bộ là phải đi đầu trong công tác tuyên truyền. Đấy là một cái điểm sáng đã.
Sau đó là đảng viên đó phải tuyên truyền tất cả các quần chúng trong cộng đồng, trong toàn thôn. Năm nay các thành viên trong họ Vũ ở thôn Hải Yến thống nhất thay vì tổ chức 20 mâm cỗ vừa dỗ họ vừa thanh minh như mọi năm thì chỉ cử vài người đại diện đi tảo mộ thắp hương cúng tổ tiên. Thế mà chúng tôi đã tổ chức dự kiến là từ trên 20 mâm, bây giờ lại hoãn thì cả một cái vấn đề này là phải đưa ra họ họp bàn để đi đến thống nhất. Đầu tiên là cũng rất là khó khăn trong dòng họ, nhưng mà vì cái mục đích chung cũng như là cái đường lối chủ trương của đảng và chính quyền địa phương đã phát động thì chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Để công tác phòng chống dịch đạt kết quả cao, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cần sự đồng thuận nhất trí của đông đảo người dân cùng nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Bộ Tài chính vừa có tờ trình số 47 về nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất, trong đó bổ sung thêm một số nhóm đối tượng và thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất, nâng gói hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh từ hơn 30.000 tỷ đồng theo đề xuất trước đó lên hơn 80.000 tỷ đồng. Theo đó, thuế giá trị gia tăng trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu sẽ gia hạn nộp thuế 5 tháng tại các kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. Đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp tổ chức nêu trên. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn 5 tháng nộp thuế phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2. Với hộ gia đình cá nhân kinh doanh, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 là trước ngày 15 tháng 12 năm 2020. Dự thảo nghị định cũng quy định gia hạn 5 tháng nộp tiền thuê đất đối kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp tổ chức cá nhân nêu trên. Với mục đích cung cấp ra thị trường gà thương phẩm chất lượng ngon, đảm bảo, đồng thời giảm chi phí cho đầu tư sản xuất. Những năm gần đây, gia đình ông Đặng Ngọc Hà, thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tự sản xuất thức ăn, thay thế các loại cám công nghiệp cho đàn vật nuôi theo hướng sinh học. Hiện nay, gia đình ông Đặng Ngọc Hà đang nuôi gần 1.000 con gà di mía để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Ông Hà không nuôi gà bằng cám công nghiệp mà tận dụng các sản phẩm nông nghiệp và đầu tư nuôi giun quế để làm thức ăn cho gà. Sau khi kết hợp trộn giun quế với các loại cám ngô, cám gạo, ông Hà bổ sung thêm đầu tôm khô, cây chó đẻ, nhọ nồi, sả, tỏi và rau muống để sản xuất cám viên cho đàn gà. Tỷ lệ trộn thức ăn được ông Hà cân đối, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn gà. Do làm tốt công tác chăm sóc và phòng bệnh nên đàn gà khỏe mạnh, chất lượng thịt thương phẩm, sạch, an toàn sinh học, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hiện nay, ông Hà đang bán gà ra thị trường với giá 130.000 đồng kg, ước tính sản lượng gà thương phẩm cung cấp trong dịp Tết năm nay đạt 2 tấn. Tính từ thời điểm ổ dịch tả lợn châu Phi cuối cùng được xử lý vào giữa tháng 11 năm ngoái, đến nay đã hơn 4 tháng trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã không còn phát sinh thêm. Để tạo nguồn cung cho thị trường, các hộ chăn nuôi ở đây cũng đang tái đàn lợn trở lại trên cơ sở sử dụng nguồn giống tại chỗ. Trong tổng số 1.300 hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn của thị xã Đông Triều, hiện đã có 130 hộ tái đàn trên cơ sở nguồn giống tại chỗ. Các hộ này đều thực hiện nghiêm việc vệ sinh chuồng trại, tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn và đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Theo Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều, tổng đàn lợn của địa phương đến nay có 30.000 con, trong đó đàn lợn nái chiếm 10% để thực hiện tái đàn tại chỗ. Đối với hộ nhập giống bên ngoài thì chúng tôi kiểm soát đến từ cái nguồn gốc của người bán giống để tạo ra cái con giống đảm bảo an toàn chất lượng để đưa vào sản xuất. Các hộ mua giống bên ngoài phải thực hiện kê khai đầy đủ theo đúng quy định của nhà nước. Cùng với hướng dẫn các hộ tái đàn lợn, thị xã Đông Triều vẫn đang khuyến khích các hộ chuyển sang chăn nuôi gia cầm để đảm bảo thu nhập và ổn định nguồn thực phẩm cung cấp cho thị trường. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã là cứu cánh của nhiều người lao động khi họ không thuộc các khối cơ quan đoàn thể nhà nước. Để giúp ích cho đông đảo người dân nhận thức đầy đủ và tham gia rộng rãi hơn, tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực và hiệu quả.
Vốn chỉ bán hàng tạp hóa, kinh doanh nhỏ lẻ, không có chế độ lương hưu, chị Vũ Thị Hằng, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải biết đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua hội nghị tuyên truyền phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm huyện và địa phương. Tìm hiểu kỹ, chị Hằng mới biết rõ lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện và chị quyết định tham gia cho cả 4 người thân trong gia đình. Tôi thấy những cái hay, cái lợi nên tôi quyết định tham gia cả hai vợ chồng với mức bảo hiểm là 314.600 đồng một tháng. Để sau này khi tuổi già là chúng tôi có đồng lương hưu để ổn định cuộc sống sau này. Tuy nhiên thực tế thì không phải trường hợp nào cũng chủ động tham khảo, tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và có những suy nghĩ như chị Hằng. Bởi nhiều lý do khác nhau mà các đối tượng trong độ tuổi quy định chưa mặn mà với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chưa hiểu về cái bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện này thế nào nên là người ta chưa tham gia. Họ không có tiền, họ sợ đóng lâu nên là họ không tham gia. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng mới chỉ có khoảng 14.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt xấp xỉ 1,5% số người trong độ tuổi. Như vậy đối tượng tiềm năng còn rất lớn. Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế, khả năng tham gia tài chính có mức độ, mặc dù mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm xã hội mới đã hạ xuống mức khá thấp, bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo nông thôn mới hiện nay. Mỗi người chỉ phải đóng 154.000 đồng một tháng, chưa tính mức trừ hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo là giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố. Và các huyện, thành phố thì cũng giao chỉ tiêu về cái việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các cái xã cũng như cho các cái đại lý, kể cả bên bưu điện. Tôi chủ động trang bị các cái kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cái đội ngũ đại lý, nhân viên của các cái xã phường cũng như của ngành bưu điện để họ chủ động truyền thông về cái việc mà phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những giải pháp cơ bản này sẽ giúp các đối tượng trong độ tuổi tham gia được tiếp cận gần với chính sách hơn, hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với độ che phủ rừng cao nhất cả nước, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là các khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng quốc gia. Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát thì những cơ chế chính sách hỗ trợ người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng bước đầu đã phát huy hiệu quả. Ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Với diện tích hơn 15 hecta, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ là một trong 3 khu rừng đặc dụng còn nhiều loại khoáng sản và lâm sản quý hiếm của tỉnh Bắc Cạn. Trên là rừng, dưới là vàng, vì vậy đây đã từng là điểm nóng do việc khai thác khoáng sản và phá rừng trái phép. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình trạng khai thác vàng trái phép chỉ còn lén lút với quy mô nhỏ. Trong 3 năm trở lại đây, khu bảo tồn này đã không có cây gỗ quý hiếm nào bị chặt hạ. Hiện nay thì công tác trong 2 năm gần đây thì là công tác là cái gói quản lý bảo vệ rừng ấy thì là cũng không có hiện tượng khai thác cây mới. Những năm gần đây, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương, siết chặt kiểm soát tại những chốt trạm, tăng cường việc truy quét tại những lũng bãi khai thác vàng trái phép. Đến nay, khu bảo tồn cũng đã kiện toàn được 166 nhóm tổ bảo vệ rừng. Năm 2019, các nhóm tổ ở đây đã tổ chức tuần tra được gần 1.000 buổi với hơn 4.000 lượt người tham gia. Nhờ vậy, số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cũng đã giảm 7 vụ so với năm trước. Kế hoạch truy quét thì hàng tháng chi cục, hàng năm thành lập các tổ và phân công các phòng để thực hiện phối hợp trực tiếp là khu Kim Hỷ. Khu Kim Hỷ thì cũng thành lập các cái tổ chốt tham mưu cho huyện thành lập cái tổ chốt và kết hợp với lại các cái tổ giao khoáng của người dân đấy, hàng tháng đi tuần tra kiểm tra. Từ năm 2015, theo quyết định 24 của Chính phủ, mỗi hecta rừng người dân nhận giao khoán sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng mỗi năm. Ngoài ra, các thôn bản trong vùng lõi và vùng đệm của khu bảo tồn còn được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi năm để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Khu bảo tồn cũng hỗ trợ bà con này làm nửa cái đường ở trong thôn bê tông này đi lại này, cả được cái khoán bảo vệ rừng này. Bây giờ nên là bà con nên là cũng trách nhiệm là cũng cao hơn, là cũng hiểu hơn cái luật bảo vệ rừng. Vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt
là ở những khu rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nếu ở đâu chính quyền và người dân có quyết tâm, có trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, thì ở đó rừng không bị tàn phá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.